Tiếp tục hành trình, bé An đã lên xe lại. Hành khách đã chấp nhận leo lên xe, được diễu hành. Tiếp tục cuộc hành trình đi vòng vòng sớm. Hành khách này ngồi cũng khát nước nữa. Ngồi không, nó có mệt gì đó. Uống nước liên tục, tại vì quá là quậy. Hành khách này ngồi không chỗ không yên, chồm tới chồm lui. Đi vòng vòng, đi vòng vòng, đi vòng rồi. Hành khách này rất là chơi sang, uống nước xong là dục liền. Ơi à, thằng nó bó tay hành khách này luôn. Khách này phá lắm. Cho đi nước rồi, bỏ dưới đây coi nè. Đứng bên này đó. Hành khách này đòi ra khỏi xe nữa. Rồi, đang có ý đồ chạy bò ra. Thôi, mình phải cho khách này xuống xe. Khách này nhoi quá. Hiếu ơi, Hiếu ơi. Bé An với bé Khoai đang quậy nè. Đang phá nè, đập nhà luôn nè. Đó, sát cửa đập dưới đen. Ờ. Gì đấy? Bé Duyên này đang khóc nhõm nhẽo đòi xích đu. Đây. Khoai thì đang phá nhà, đập nhà đây. Đó. Còn đây cũng còn thêm một nhân tài phá nữa đây. Ừ. Có Duyên khóc tại vì bé Khoai giận. An thì ai làm thì làm, thì mình cứ phá. Đập banh nhà luôn. Ôi da. Khoai đang biểu tình. Ơi. An thì ai làm mày làm. Mình vẫn chơi như thường. Khoai. Khoai sùng phá te tua luôn, banh nhà luôn. Khoai sùng mới giận ai mà vẫn phá chém thớt banh thao banh rổ hết luôn. Giận bắt sáo em từ bữa giờ. Còn An thì ai làm thì làm. Dục phá. U. Quá sáo luôn rồi. Gương mặt rất là sung sướng vì được phá. U. Dục. Đó. Không. Dở không nổi mà rớt thì sao luôn mà. Rớt sao? Chúng anh Khánh thôi chặn thằng An. Quá luôn rồi. Đó, vô. Đó, banh nhà luôn. Một cây làm chẳng nên non nè. Hai thằng nhập lại banh luôn cả nhà. Vô. Banh luôn, đổ luôn. Vô. Khoai của ta đúng là hai thằng nhập lại là banh luôn cả nhà. Quá. Khoai này quậy quá. An thì ngồi im re. An ơi. An à. Đang mê tivi quá rồi, tivi hướng gì tivi. Khoai ơi. Khoai ơi. Ôi Khoai. Con kia quậy, con kia sợ phải luôn mà. Ờ, Khoai quá quậy luôn. Sáng dẫn chưa?
TV. Trời ơi, khoai phá, quá phá. Rồi đi tìm cậu phá tiếp. Rồi đi đục lão tiếp đây. Kéo ra. Phải ra đây. Hai thằng đang hợp sức nhau tích tháng cái gì đây? Một cái. Đó. Thằng này lục ra cho thằng kia qua là hai thằng hợp tác. Hai thằng đang hợp tác. Hai thằng hợp tác. Quá lợi hại luôn, phá banh nhà. Wow. Hai đứa hợp sức để phá nhà. Hàng Trung Quốc giả nó dục hết. Dục. Hai thằng phá nhà. Vô ngồi. Vô ngồi. Dốt. Đồ này dốt quá, ngộn được. Dốt. Nó khoái vậy mà nó mừng nhớ. Nó thương con, tại con không thương nó. Thôi thấy một vài vậy quá. Ăn đâu rồi? Ăn đâu rồi? Ăn đang mê coi TV.